Rồi, em xin chào đến tất cả các bác nhé. Thì hôm nay qua đây em xin giới thiệu các bác một cây gạo đại thụ cao, dáng chung một cây dáng lão rất là đẹp. Cây em trồng trên cái bể rất là to rồi nhé. Thân này, đứng với em thì các bác biết rồi. Đấy, cây được cái dáng trườn, cây được lưu gốc nhé, để khai thác nó chảy xệ hết này. Đấy, chảy xệ hết đây và lên đây. Bỏ gấp lên đây, đây nó cũng chảy như chảy mặt luôn đấy, những cái lưu chảy xuống. Và cây này sang bên này nó gù sang hồi lên, cái ngọn em nuôi kia là lên kéo đây rồi, và vừa rồi ra phải mấy chục bông hoa nhé, kia vẫn còn quả kìa, còn đậu cả quả đấy, quả gạo ấy, bên này còn quả này đấy. Thì qua đây cũng nhìn cả hai mặt rất là đẹp đấy, cái phần chân này nó xị. Quay cho các bác nhìn xị nó chảy xuống này. Tổng độ xị phiu. Đấy, nếu nhìn này, nó dáng một cây dáng não mà rất là thích. Rồi bây giờ máy quay từ từ để đo kích thước cho các bác nhá. Phần thân bệ gian đây là 2,6 m nhá. Bệ 2,6 m này. Tổng độ tàn cái này. Cái này em cao quá vẫn phải chống. Đấy. Độ tàn sau đấy chỉ làm đến đây thôi, như hiện giờ nó đang là 2,5 m. Chiều cao bây giờ là đo để làm sao lấy cái ngọn nó cân đối này. Cái này là chiều cao nó vào 3,6 m. Cái này là 3,6 m. Vanh bệ các thứ là đo hết rồi. Tổng cho các bác. Cái này cũng xin để cho các bác là 120. 120 triệu bao ship cho các bác nhé. Một cốt gạo rất là lâu năm cổ thụ. Đấy. Cái này vận chuyển thì có cái là em chuyển cả chậu, nhưng mà sau mình mới riêng ra xuống đấy trồng lại. Đấy, để cho các bác một cái cây gạo to như này, đại thụ ra hoa. Các bác để trang trí sân vườn rất đẹp. Mà thứ hai là để những cái ban nhà thờ rất là phù hợp. Rồi, qua đây em lại tiếp theo sang cây nữa. Đấy, qua đây cũng tiếp theo sang chia sẻ các bác một cây dưới dáng lão. Cây được cái là em làm nó cũng rất là lạ, lạ. Và nó là một cái thân trực, gốc rất là to. Lên đây được cái đường cành nó đổ ra đây, gấp lại đấy, lên trên này. Và em làm một cái tay rơi từ trên này rơi xuống, xếp thành bông, tản vân hết này, rủ xuống đây đấy. Và cái cây này thì cái đường tay này em vẫn làm bay ra, xếp bông ra đây đấy, bông nào ra bông đấy, bông đòn này. Đấy. Mới quay chi tiết cho các bác xem cái cây này. Nó cũng mỗi cây nó một vẻ đẹp khác nhau. Đấy. Cho các bác, và nhiều lúc cây dáng trực các bác lên tạo dáng nó hay này. Còn bác nào mà thích yêu thích thì điện cho em. Đấy. Mỗi cây nó phiêu một cái dáng nó phiêu. Giờ em đo kích thước báo giá các bác nhá. Rồi vanh thân đây là 1,08 m này. Tổng độ tàn sang bên đây là 1,5 m. Chiều cao của cây này xuống đến đây là 2,6 m. Đấy. Chiều cao của rất là cao. Mà để không gian sân vườn hay là những cái bồn mình để chơi rất là thích hợp. Đấy, những cái lầu mình để ngồi uống nước đấy, hay để cửa nó bay ra đấy, trang trí không gian rất là đẹp. Phòng thờ cũng được. Cái này thì cũng xin chia sẻ để cho các bác là 75 triệu bao ship nhé. Rồi, tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo qua đây cũng xin chia sẻ các bác một cây dưới nữa nha. Một cây dưới dáng lão mà dáng mẫu tử. Thì cây này em đã được làm lâu rồi.
nó cũng như là một cái cốt cung long ấy, nhưng mà cửa cá lên thân hơi dẻo thôi, nên đây lượn lên. Và cây này được cái cành phóng em làm ra, tay cành rất là kỹ rồi, tay cành kỹ. Và tay một này nó to như này mà bộ xương bông ra đến đây rồi. Cái này thì em làm cũng hơn 20 năm rồi, bông tàn nó cũng cân đối rồi. Bên này em phụ làm thêm một cái phần tử nữa này. Đấy, một cái phần tử của chân bạ nó lên nhé. Qua đây thì nó một cái cành phóng bay ra, siêu lên đến đây, côn cây và lên đây cái cổ ngọn này. Làm rất là lâu năm, cái xương răm. Đấy. Bây giờ cái cành 1 này, cành 2 này, cành 3 này, cành 4 này. Đấy, cái tổng tàn ngọn. Rất là chi tiết cái này. Mà làm lâu rồi, này mà cắt lá ra cái bộ xương rất là đẹp. Dưới này bộ răm là phê pha luôn đấy. Trong các dòng bonsai thì dưới là một dòng mà để mà làm cái bộ xương rất là đẹp. Cái này các bác để như là gần cái lầu để một cành bay phóng rất là đẹp. Qua đây thì em đo kích thước cho các bác nhé. Đo phần thân này. Phần thân 90 này. Tổng độ tàn cây này bay. Tổng độ tàn bay là 2m45 phân. Chiều cao từ miệng lên là 2m8. Đấy. Chiều cao của 2m8. Cây này thì cũng xin để cho các bác là bao ship cho các bác là 78 triệu bao ship nhé. Đấy, một cây to, rất là đẹp. Rồi, tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, qua đây thì cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác một cái cây mà nó cột kèo, mà nó có một cái đường thân nó từ chạy từ bên này sang, làm theo kiểu tán rừng nha. Đấy, thiên nhiên tạo cho những cái cốt cây mà nó, những cái phần rễ này, nó kèo hết sang đây. Sang đây thì em vẫn làm lên những cái mầm lên thân này, làm tán rừng này. Đấy, mặt bên này, đấy, đưa lên đây được cái cốt ngọn chính nhé. Từ đây, và thân chính nó lên, kéo lên đây, và nó ve sẹo lên đây. Và tay đã to rồi nhé. Đấy, một cây rừng rất là tự nhiên và đẹp. Các bác cứ mỗi lần khi tay to mình cắt rụt lại một cái bộ xương, một cây rừng nó được nó lùn và phê như thế này. Đấy, lựa bên này quay cho các bác xem này. Đấy, cả mặt sau mặt trước rất là đẹp. Một cái rừng tự nhiên mà đã chèn những cái đá thấm rồi trên một cái chậu rất hay. Đấy, đá thấm rồi, quay sang đây. Cái này các bác chỉ việc chơi thả nước. Lúc đi đâu mình cứ bơm nước vào đây là được. Đấy, nó hút được cái là cây nó như, theo như cây nước ngoài. Rất là phèo cây, mình làm nó cũng chi tiết kỹ. Ở đây thì cũng xin đo kích thước cho bác này. Vành là 1m6 này. Tổng độ tàn ra đây 82 phân. Chiều cao từ miệng lên là 70. Rất là lùn lực. Cái này thì cũng xin chia sẻ để cho các bác là 28 triệu nhé. Bao ship cho các bác nhé. Đấy, các bác nào yêu thích chơi thì điện cho em. Rồi. Tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cái cốt ruối nữa nhé. Một cốt ruối trực lúi rất là đẹp. Qua đây thì cũng xin chia sẻ đến này. Cốt trực thì nó được cái, những cái phần cốt nó lùn nực lên đây. Điểm tì ve lên và lên đây. Cổ ngọn rất là côn cây. Đấy. Trực thì đa số mình làm cái kiểu trực lúi thì nó hay là cái thân nó như kiểu vót, như vót bút chì ấy. Các bác nên đục hay cắt sửa làm sao là mình lấy cái điểm đầu tiên, điểm đích để mình làm.
là mình cứ phải vót đục sửa những cái này, nó lên thẳng mình cũng đục sửa để làm sao lấy độ côn của cây, vế cái này nó phóng ra kia mình cũng lấy lại đấy, để làm sao nó chuẩn được cái cây côn và dáng trực đấy. Cốt phá các bác phải nhìn nó rõ cái đường nét khi khai thác và mình chỉnh sửa nó đẹp đấy. Qua đây thì cũng nói thật các bác này, những cái cốt như này cũng rất là hiếm, độ lùn cây đẹp. Vẹn hết rồi. Qua đây em đo kích thước báo giá các bác nhé. Mỗi cây nó có một vẻ đẹp khác nhau. Vanh là 1m14 này. Đấy, tổng độ tàn ra đây sau làm thì là 65 phân. Chiều cao thì lùn nực 52 phân. Đấy, rất là lùn nực, rụt rịt. Cái này để cho các bác là 17 triệu 500 bao ship cho các bác nhé. Rồi, tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, qua đây cũng xin chia sẻ các bác một cây dưới nhé. Cây dưới trực lùn nực. Đấy, cốt rất là to, cổ thụ. Những phần trên này nó còn chảy rễ xuống này. Nó như là một cái khối ấy. Đấy, chảy rễ xuống. Cây lùn mà độ già cây. Cốt cây nó thích này, nhìn thiên nhiên tạo cho hóa hóa chảy dài ra bên này. Sang bên này các bác nhìn này. Đấy, nhìn phần phần thân bệ này, nên những cái đầu ngọn này cực kỳ lùn. Cái cốt dưới cực kỳ lùn luôn. Nữa hết sang bên này cho các bác xem. Bông tàn chất lá nhỏ. Bệ to kéo dài, rất là lùn nực. Ơi sướng như một cái khối tảng lâu rồi. Cây nó thích nhưng đó là cái mặt về thiên nhiên tạo cho những cái cốt cây nó lùn nực mà to. Đấy, có những cái phía phần thân chân bệ nó chảy dài, nó liền như một khối. Qua đây thì cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác nhé. Đấy, đo kích thước này. Phần vanh bệ rễ. Đấy, đây bây giờ đến đây là em kéo hết thước là 3 mét rồi. Và đến đây nó còn khoảng tầm 50 phân nữa. Đấy, đây là kéo phần chân theo kiểu bệ này. Thế còn cái đường kính của cây này. Này trồng trong cái chậu này nó là vào 1 mét 6 này. Đấy. Trồng 1m6 vừa khít. Chiều cao của cây này là lên đây là 90. Đấy, cây rất là lùn nực. To lùn nực. Cây này cũng xin chia sẻ để các bác 120 triệu nhé. Bao ship cho các bác nhé. Cây dưới to lùn nực. Thân bệ gốc rất là hoành tráng. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Qua đây thì cũng xin chia sẻ các bác một cái cốt ruồi trên một cái chậu đẹp rồi nhá. Được cái này, được cái là cái phần cổ, ngày xưa là cái phần cổ này lên đây, lên hai rễ này, hai rễ lên mà nó vẹn này, nó lên đây gấp lại, lên đây gập lại, lên đây cổ ngọn. Đấy, đường tay cành làm phóng ra rất là 3D, và những cái tử này làm những cái tử này. Từ này từ treo này, hai bên nó được cái nó như một cái củ vẹn nên rất là thích. Cây được cái bông tàn rất là côn nhá. Để em đo kích thước báo giá các bác nhé. Cây này là 85 phân này,
Tổng độ tàn đây là 56. Chiều cao là 72. Đấy. Cây này thì để cho các bác là 20 triệu này. Đấy. Nó rất là đặc biệt. Cái phần củ này, phần thân này lên nó dẹt. Cây đã làm lâu rồi, hoàn thiện rồi. Rồi, cũng cuối video rồi. Một lời cảm ơn đến tất cả các bác. Em xin chào tất cả các bác nhé. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.